124 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Có 2 ý kiến gửi bằng văn bản về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đó là ghi nhận tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Ngay sau đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến. Tiếp đó, Chính phủ đã có báo cáo số 649 ngày 16 tháng 10 năm 2024 về tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 100 thống nhất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Thưa quý vị, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là một trong những nội dung quan trọng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Tại kỳ họp thứ 8 mới đây thì các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi trên tinh thần thẳng thắn về trách nhiệm, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình Góc nhìn thẳng kỳ này sẽ phản ánh chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. 4 đối tượng thụ hưởng, 10 nội dung thành phần, 7 mục tiêu tổng quát, 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 9 mục tiêu cụ thể đến năm 2035. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện dự kiến là 256.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 11 năm, từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn. Đó là những điểm nhấn trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Điều này khẳng định vai trò tầm quan trọng của chương trình. Cái mà chúng tôi tán thành cao trong chương trình đó là đã có một cái nhìn toàn diện về tất cả các lĩnh vực liên quan đến văn hóa. Mà trước hết, cái mục tiêu hướng đến vừa là cái đầu tiên nhưng cũng là vừa cuối cùng đó chính là con người. Hoàn thiện hệ giá trị Việt Nam, con người Việt Nam, gia đình Việt Nam. Và tất cả những cái hệ giá trị đó thì chung quy là hình thành cái giá trị, hệ giá trị con người. Đối với chương trình này thì chúng ta ngoài cái việc mà phát triển rồi thì làm phong phú, sâu sắc, đặc sắc cái văn hóa của Việt Nam thì cần phải quảng bá cũng như là tuyên truyền cái văn hóa Việt Nam ra với thế giới và đồng thời cũng là phải tiếp thu chọn lọc những tinh hoa của văn hóa thế giới để làm sâu sắc, phong phú hơn cái nền văn hóa Việt Nam. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 có nội dung rất rộng, phản ánh ở tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và đời sống xã hội. Với mục tiêu số 5 là đến năm 2030 phấn đấu 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp, chỉ tiêu là 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao học đường cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên. Các đại biểu đã bày tỏ ý kiến. Theo như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí là việc chuyển đổi số và các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là lĩnh vực rất rộng lớn với nhiều ứng dụng và nhiều cấp độ cho nhiều hoạt động khác nhau. Cho nên nếu xác định chỉ tiêu như trong dự thảo của chương trình, tôi thấy vẫn còn chung chung nên đề nghị là cần cụ thể hơn nữa. Tôi cũng có ý kiến gần giống như là ý kiến của đại biểu Nguyễn Việt Nga vừa phát biểu. Hiện nay thì đối với việc mà thực hiện cái chủ trương chuyển đổi số hoặc là cho học sinh là tiếp cận các cái di sản, rồi di tích, rồi là học tập về lịch sử thì nó rất khó, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế, tùy thuộc vào cái điều kiện và khả năng triển khai hấp thụ đó, cũng như là do địa lý. Có một số những cái vùng sâu vùng xa mà chúng ta kêu xây dựng là các cái thiết chế chuyển đổi số hay là cho các em là nó học sinh đảm bảo 100% ở các cái cơ sở đào tạo thì rất là khó. Do đó thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo lưu ý để chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái hai cái mục tiêu này. Cái vấn đề mà 100% học sinh sinh viên mà đạt về cái hệ trong giáo dục tiếp cận được rồi mà tiếp cận mà có hiệu quả nữa chứ, mà thường xuyên hoạt động trong giáo dục
về cái giáo dục nghệ thuật, về di sản. Tôi nghĩ vấn đề này nó rất là khó, nhất là đặc biệt ở học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và vùng ở nông thôn. Ở đô thị thì được, còn bây giờ các vùng khác mà mình tính giống như nhau như vậy thì tôi nghĩ rằng có khi nó không hiệu quả. Tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn báo cáo. Nội dung này thì do bên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, cũng với một cái mong muốn là phát triển con người một cách toàn diện. Và các cái nội dung giáo dục về nghệ thuật, về di sản văn hóa thì thực chất là cũng đã có trong chương trình giáo dục phổ thông. Ở trong đó đã có các cái môn học về mỹ thuật, về nghệ thuật mà các nhà trường cũng đã triển khai. Có thể nói đây là một cái nội dung mà triển khai với một cái mục tiêu rất là tốt đẹp. Nhưng trong thực tế thì một số các cái nơi, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì thực hiện nó cũng có phần có cái khó khăn. Tuy nhiên là cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp được đưa ra và được triển khai. Thưa quý vị, một nội dung cũng nhận được sự quan tâm thảo luận nêu ý kiến của các đại biểu là về chủ trương đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Việc xây dựng các trung tâm văn hóa ở nước ngoài, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, tôi ủng hộ. Nhưng tuy nhiên, phải cân nhắc thật kỹ về sự cần thiết và tính hiệu quả. Vì bản chất, đây là xuất khẩu văn hóa, là quảng bá văn hóa. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào khẩu vị văn hóa, sự yêu thích và cả thậm chí kể cả vấn đề chính trị của quốc gia đó, rồi quan hệ giữa hai quốc gia. Tôi nhất trí về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo hình thức đầu tư công, nhưng đề nghị không sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khác để dành nguồn lực đầu tư cho các mục tiêu khác của chương trình. Trên cơ sở đánh giá tổ chức vận hành thực hiện của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Lào xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu của nhiệm vụ văn hóa đối ngoại, chính trị, an ninh của đất nước, tôi thống nhất với kiến nghị của Chính phủ về việc có chương trình, nội dung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần cân nhắc thêm, trước mắt cần quan tâm lựa chọn những nước có mối quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và có các đối tác dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trong chương trình chúng tôi cũng nói thẳng, đây là thực hiện cái chiến lược văn hóa đối ngoại của Đảng, của nhà nước chúng ta đã quyết nghị. Tất nhiên khi làm, Chính phủ sẽ hết sức lưu ý, bởi vì không phải là muốn là làm được, mà nó phải dựa trên các cái hiệp định giữa hai chính phủ với nhau, dựa trên cái vấn đề quan hệ theo nguyên tắc đối đẳng. Và đồng thời cũng phải đó là chúng ta phải ưu tiên các cái quốc gia mà Việt Nam của chúng ta có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và từ đó để chúng ta lựa chọn để chúng ta phát huy được cái này, chứ không phải là tất cả. Như vậy, với 12 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo làm rõ hơn các thông tin, các giải pháp cụ thể. Từ tinh thần của kỳ họp đã khẳng định, việc phát huy tối đa những bài học kinh nghiệm đã có qua thực tiễn xây dựng và vận hành, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian vừa qua để xây dựng chương trình thực sự thiết thực và đúng tiêu chí, tầm vóc và đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp thu để khi triển khai chương trình, khi thực hiện chương trình, sẽ lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương phải tổ chức thực hiện. Thưa Quốc hội, trong kết luận 100, Bộ Chính trị giao là vấn đề đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bộ Văn hóa là cơ quan tham mưu để đề xuất và sẽ thực hiện phân cấp, thì mong các đại biểu là đồng hành để triển khai và giám sát. Khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết và Chính phủ sẽ xây dựng chương trình để chương trình vào năm 2026 được triển khai trên cả nước. Thưa quý vị, trên tinh thần bám sát quy định của hiến pháp, pháp luật, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chương trình, góp ý cho dự thảo, nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình bảo đảm phát triển văn hóa phải giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng đổi mới sáng tạo trên cơ sở, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc,
huy động phát huy tối đa nguồn lực của nhà nước và xã hội để đầu tư phát triển văn hóa như trong kết luận 100 của Bộ Chính trị đã nêu. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Góc Nhìn Thẳng của BBTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ phát sóng tiếp theo.